giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la la la. Hôm nay ngày gì em? À, em biết rồi, hôm nay kỷ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau đúng không? Trời ơi, anh xạo quá đi, chúng ta mới yêu nhau có vài phút thôi mà. À, thế à? À, hôm nay anh ra đây luộc cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng đúng không? Trời ơi, anh chưa em đấy ạ, à? Hôm nay 20 tháng 10 đấy. Đúng đấy. Anh xin lỗi, dạo này bận làm clip cô giao yêu quá, anh quên mất. Chưa chở em đi chơi được chưa? Lần sau không được quên được chưa? Phải lát số. Em khăn nước. Được, anh mở ra anh đi mua cho nhá. Anh ơi, em hỏi gần đây có chỗ nào bán nước không ạ? Không cần đi qua giải. Không cần hàng ở đây, không cần hàng. Thầy sĩ phán cho phải. Đi đi. Mi nhận không? Sao vậy đi, không cần tôi xảy. Tôi sẽ thẳng hay bỏ. Đúng là sẽ thôi làm phá vậy. Sorry, excuse me, I'm speaking Vietnamese. À, có. Đây, đi thẳng luôn, sẽ phá. Vâng, em cảm ơn anh. Nước này anh vừa mua ngoài siêu thị đấy, em uống đi. Có mở được không? Anh ơi, nước có gì vị? Lạ lắm. Lạ sao em? Anh, các bạn xin cho em ạ. Sao thế được em? So goodbye, don't cry and smile. 가슴이 이들 시간들 모두 다 보내줄 거야. So goodbye, 어둠 속 where the light. 난 네가 필요해. I need your love, yeah. 我